thì ngày hôm nay em sẽ quay trở lại đây, quay cho anh em về bộ khuôn salon bên em này. Đấy, anh em có nhu cầu về khuôn hoặc xỉ salon thì alo cho em tiếp theo số điện thoại là 0333715183 nhé. Đấy, nhà em vẫn chuyên cung cấp xỉ lẻ cho anh em này. Và em có bán cả kèm khuôn salon cho anh em nào muốn tự đóng nhé, tự sản xuất nhé. Giá thì cực kỳ là rẻ luôn. Đây thợ em đang đóng đây. Trực tiếp là nhà em sản xuất salon nhé. Đấy, nên là anh em là mua em cũng đều khuyến mại là tặng kèm cho anh em hai loại. Đấy, anh em đóng chịu khó đóng này, có thể tự nhập tự bán này, thích nhập vào khuôn này hoặc là nhập chỉ các sẵn em cũng có hết nhé. Đấy, em nhớ nhận ship code toàn quốc cho anh em. Đấy, kẹo nhà em đang đóng đây anh em. Thì ra cắt sẵn đây khuôn này rất là đẹp, rất là chuẩn nhá. Hiện nhà em có cả bản 4.5 rồi đấy. Đây, viên nào cũng tròn đẹp. Không có viên nào bị mõm nhanh em nhé, mõm đầu nhé. 10 viên đẹp như 10 luôn. Hỗ trợ anh em. Hướng dẫn cho anh em từ lắp khuôn rồi đến để làm ra thành phẩm nhé. Đấy, hiện nhà em cũng có bán cả đây, chỉ cắt sẵn này cho anh em này. Hoặc là anh em nào muốn mua về tự cắt cũng được nhé. Đấy, mua về tự sản xuất tự làm. Một tiếng anh em có thể đóng được 1 cân rồi. Đây là lại ngày chăm chỉ cũng được 5-6 cân. Đấy, anh em nào đặt hàng thì nhắn tin cho em nhé, qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Đấy, nếu anh em mua kẹo salon bên em là đơn nào cũng được tặng kèm hai lạng kẹo hết, hai lạng salon hết. Đấy, cảm ơn anh em đã xem video, mong anh em cho em xin một lần like, chia sẻ, đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.